tốt nè. Ôi da, sao bạn tụt mà cúi đầu xuống chi vậy? Rồi, ui da, ui da, đau quá, đau quá. Đường giống con sâu luôn đi. Cố lên, chibi trắng ơi. Nhảy, nhảy, nhảy. Nhảy, nhảy, nhảy. Kien Channel. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhấn nút thích video ở đây, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh Kien Channel của bé Na thì hãy nhấn nút màu đỏ ở đây nha, để có thể xem được những video hay nhất của bé Na đó. Chibi trắng ơi, chibi trắng. Chibi trắng ơi, bạn có nhà không? Ủa sao chibi trắng làm gì trong nhà mà lâu dữ vậy ta? Có liền, mình đây, mình đây. Mấy bạn tới rồi hả? Đi vô, đi vô, đi vô nhà mình đi. Mình có cái đồ chơi mới này cho mấy bạn xem, hay lắm. Đi vô, đi vô. Trời, bạn phải mở cửa tụi mình mới vô được chứ. À quên. Xin lỗi, rồi, vô đi. Đâu đâu, đồ chơi mới gì đâu, đưa mình xem thử. Mình đang háo hức đây. Từ từ, từ từ. Mấy bạn nhìn thấy mấy bạn hết hồn liền. Bang bang bang. Đây, đây là cầu tuột khổng lồ. Chị Hai mới mua cho mình đó. Wow, cầu tuột to quá à, mà còn có nhiều màu sắc nữa. Chơi đi chibi trắng. Mấy bạn chơi đi, mình chơi từ hôm qua giờ mỏi luôn rồi đó. Được rồi, để mình leo lên trước. Wow, bậc cầu thang còn có những cái màu sắc nữa, đẹp quá. Tuột xuống đây. Đau cái mông, tại nó cao quá. Xích ra cho mình xuống nè. Yeah. Đã không, đã không? Chị Hai mới mua cho mình đó. Cầu tuột này mình tuột một cái là chi chơi trò chơi cảm giác mạnh luôn. Nè nè, chi đi trắng, mình qua mình tuột chung luôn đi. À, tuột thôi, tuột thôi. Leo lên, leo lên. Vui quá à. Mình thích cầu tuột này rồi đó nha. Công nhận trời nóng ghê thiệt. Mới chơi có một xíu mà tụi mình đứa nào đứa nấy đổ mồ hôi ướt áo luôn nè. Bây giờ có cách nào cho nó mát không ta? Muốn mát thì chỉ có cách là chơi hồ bơi thôi, chứ làm gì đâu mà mát. À được á, trong nhà mình có cái hồ bơi nè. Mình sẽ đem ra cho mấy bạn bơi. À đem đi chibi trắng. Tụi mình nóng quá à, đổ mồ hôi hết rồi nè. Vậy thì đợi mình xíu, mình vô mình lấy hồ bơi đã. Ê công nhận, cái cầu tuột này chơi vui quá ha. Về mình nói mẹ mình mua cho mình một cái. Ê tuột tiếp đi chibi xanh. Được rồi, leo lên, tuột thôi, tuột thôi. Tuột thôi. Đây, hồ bơi đây. Hồ bơi con cá nè, chị Hai cũng mua cho mình nữa đó. Mấy bạn thấy hồ bơi này to ghê chưa? Ba tụi mình chui vô còn vừa đó. Ờ, nhưng mà hồ bơi này không có nước rồi mình chơi làm sao? Với lại không có nước thì cũng đâu có mát đâu. Thì đầu tiên phải không có nước, chibi trắng mới đẩy ra nổi chứ. Rồi đem ra đây, sau đó mình đổ nước vô rồi mình mới bơi. Ờ, đúng rồi ha. Thôi để mình đi lấy nước đã. Rồi, mình ken ngay chỗ này đi. Có gì mình leo lên cầu tuột, mình tuột xuống, nó chạy thẳng vô trong cái phao luôn. Này này, chibi xanh, bạn lên bạn làm thử cho mình xem thử. Được thôi, đợi mình xíu, mình leo lên mình tuột xuống nha. Nhanh lên, mình xuống đây. Tuột xuống, bùm. Ha, mình chui vô đúng y chang như trong cái hồ bơi luôn. Nhưng mà chưa có nước nên nó hơi đau mông. Thì đúng rồi, phải đợi có nước chứ. Chị Bí Hồng ơi, nhanh lên, đem nước vô đây. Đây, mình đem nước tới đây nè. Không biết bấy nhiêu nước đủ không nữa. Chắc là đủ chứ, ở đây có cái vòi nước nữa kìa. Mình chỉ cần đổ thêm vô nữa là đủ à. Rồi, có nước rồi, chắc là mát lắm đây. Để mình tuột xuống đầu tiên cho. Nóng quá, mình chịu hết nổi rồi. Tuột xuống thôi. Bùm, mát quá. Mấy bạn ơi, vui quá à. Chị Bí Hồng, bạn cũng tuột đi. Để mình với, mình cũng sẽ tuột xuống nước đây. Cho nó mát, nóng quá đi. Mình xuống đây. Chibi trắng cũng xuống đây. Wow, mát quá mấy bạn ơi. Coi mình tuột nè. Ôi da, sao bạn tuột mà cúi đầu xuống chi vậy? Rồi, ui da, đau quá. Ủa, cái phao đâu rồi? Chị biết không? Mình đây, lúc mình leo ra mình lật ốp cái phao luôn rồi. Nước đổ hết rồi, bây giờ làm sao? Xin lỗi mấy bạn. Không sao đâu, mình lật ngược lại cái phao rồi mình cho nước vô là mình chơi được tiếp à.
Hay là mình vô nhà mình tìm trò khác mình chơi không? À, được á, được á. Mình vô nhà mình chơi trò chơi khác đi. Xong xíu nữa nóng cái mình ra đây mình tắm hồ bơi tiếp. Nè Út ơi, chị có cái bao bố cho em nè. Ủa, Chibi Hồng với lại Chibi Xanh cũng qua đi chơi hả? Vậy để chị chuẩn bị thêm cái bao bố cho mấy em. Ủa, cái bao bố để làm gì vậy chị ba? Tụi em đâu có cần cái bao bố để làm gì đâu. À, chị định dùng cái bao bố này để chỉ em chơi một trò chơi. Yeah, yeah, yeah. Vậy chị lấy thêm bao bố nữa đi cho tụi em chơi chung với. Tụi em cũng thích chơi trò chơi mới nữa. Rồi rồi, đây đây. Em cầm đi, chị vô chị lấy thêm hai cái bao bố nữa cho mấy đứa chơi nha. Dạ dạ, lấy nhanh nha chị ba, lấy nhanh nha chị ba. Ủa cái bao bố này chơi làm sao vậy, mấy bạn có biết không? Nè nè nè, Chibi Xanh, bạn có biết chơi cái bao bố này không vậy? Mình cũng không biết nữa, hay là nhờ Chibi Hồng làm thử đi. Ờ được á, được á. Chibi Hồng ơi, bạn chui vô cái bao bố này thử. Được rồi, đưa đây cho mình thọt vô thử nè. Rồi bạn bước vô cái bao bố đi. Ồ, thì ra là mình chui vô bao bố và mình vịn như vậy. Công nhận ở trong cái bao bố này nóng ghê thiệt. Rồi bây giờ làm gì nữa vậy Chibi Trắng? Đâu đâu, bạn thử, bạn đi thử xem. Ôi đi không được, khó quá à. Chắc phải nhảy quá. Nhảy. Ui da, té cái đùng rồi. Không ngồi dậy được luôn á, khó lắm. Ở trong cái bao bố khó nhảy quá à. Xoay cho Chibi Hồng quay một vòng nè. Nè nè, mấy bạn chơi kỳ quá à. Mình biến thành con sâu luôn rồi nè. Trong bao bố không có ngồi dậy được. Nhìn Chibi Hồng mắc cười quá, y chang con sâu à. Hình như trong bao bố mình khó ngồi dậy lắm hay sao á. Đây đây đây, chị đem thêm hai cái bao bố nữa cho mấy em nè. Ủa Chibi Hồng, em vô em thử trước rồi hả? Đâu đâu chị, đưa em coi thử. Ha, mấy bạn này chơi ác quá à. Mình chui vô bao bố còn quay vòng vòng mình nữa. Mình ngồi dậy không được luôn đó. Hi, tụi mình xin lỗi. Tụi mình muốn ghẹo bạn một xíu thôi đó mà. Đâu chị ba, cho tụi em hai cái bao bố còn lại đi. Rồi chơi làm sao chị chỉ cho tụi em nha. À, trò chơi này chơi dễ lắm. Mấy em chỉ cần nhảy vô bao bố giống như Chibi Hồng nè. Sau đó chị sẽ vẽ hai cái mất. Mấy em sẽ nhảy đua, ai chạy tới về đích trước thì người đó sẽ chiến thắng. Chị ba sẽ tặng cho một cái kem. Đồng ý không? Dạ đồng ý. 1, 2, 3. Xuất phát. Nhảy. Ui da, sao khó nhảy quá vậy chị ba? Út nhảy không được. Sao chị Biên Xanh nhảy hay quá vậy? Ây da, mình té rồi. Thôi mình trường giống con sâu luôn đi. Cố lên chị Bi Trắng ơi. Nhảy. Rồi chuẩn bị quay về nè, quay về mức cũ nè. Từ từ đợi mình với, mình còn chưa đứng dậy được nữa nè. Sao cái này khó quá vậy? Cái trò bao bố này vui mà khó ghê. Rồi bắt đầu nhảy thôi. Ui da, lại té rồi. Ôi Chibi Trắng, xem lại đi như vậy. Em phải nhảy chứ, trò chơi nhảy bao bố là phải nhảy. Yeah, em thắng rồi. Yeah. Nhảy. Nè, mấy em chơi ăn gian rồi. Chỉ có mỗi Chibi Hồng là nhảy đúng thôi à. Chibi Trắng là đi bộ là sai nè. Chibi Xanh cũng vậy. Trò chơi nhảy bao bố là mấy em phải nhảy lên như con kangaroo vậy đó. Ủa vậy hả chị ba? Cho nên lần này là Chibi Hồng thắng. Chibi Hồng được thưởng kem. Vậy thì bây giờ Chibi Trắng với Chibi Xanh thi lại đi. Ai chiến thắng thì được kem, còn ai không chiến thắng thì không có kem. Dạ, bây giờ em sẽ cố gắng em thi lại đây. Rồi, Chibi Hồng qua đây làm trọng tài chung với chị ba luôn nè. Rồi, hai bạn ơi, cố lên. Nhảy bao bố nha, nhảy nha. Nhảy nè. Ôi sao Chibi Xanh nhảy hay quá vậy? Đợi mình với. Quay về, nhảy như con kangaroo. Ui, mệt quá. Đứng lại thở xíu ra. Ê, Chibi Trắng tới rồi, phải nhảy thôi. Yeah, mình thắng rồi. Ôi, vậy là Chibi Xanh thắng rồi. Chibi Xanh được thưởng kem. Ồ, nhưng mà như vậy thì Chibi Trắng không có được thưởng kem hả chị ba? Thôi, chị nói giỡn á. Mấy em đã cố gắng rồi, cho nên ai chị cũng thưởng cho một cây kem hết. Mấy em chịu không? Dạ chịu. Cảm ơn chị ba. Bây giờ đang nóng nè, tụi mình đi ăn kem luôn đi chị ba. Được rồi, mấy đứa đi theo chị. Vô nhà chị lấy kem cho mà ăn. Nhảy. Đi vô lấy kem ăn thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha.
dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi Na đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.